bán nhà xây mới 3 tầng có vị trí nằm tại tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì là có vị trí giao thông rất là thuận tiện, cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 200m. Nhà rất gần với lại khu hồ điều hòa, công viên vui chơi. Bán kính của ngôi nhà trong vòng 500m thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là chợ, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 cũng như là hệ thống siêu thị, hệ thống nhà thuốc. Cái uh, diện tích của ngôi nhà thì là 33 m vuông, có hướng chính là hướng uh, đông bắc và đang được uh, chúng tôi chào bán với giá là 1.650 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy là thiết kế của tầng 1 là không gian rất là mở. Chúng ta có cửa chính để đi vào và có thêm cả một cái ô cửa lùa cửa ngách ở đằng sau mở ra bên ngoài khu vườn để cung cấp ánh sáng cũng như là cung cấp không khí độ thoáng cho toàn bộ vị trí ở trong tầng 1 cái diện tích cái ô thoáng ở bên ngoài nó rơi vào sắp xỉ 3 mét vuông và ở phía bên trong tầng 1 là toàn bộ hệ thống tủ bếp cũng như là hệ thống tủ để giày hệ thống nhà vệ sinh trần thạch cao đèn led chiếu sáng là cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian đây Hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ sồi Nga đã được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt. Thiết kế tủ rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Cả tủ trên và tủ dưới đều là sử dụng chất liệu là gỗ sồi hết ạ. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu là inox 304. Mặt bếp là dùng đá granite không gian của tầng 1 rất là rộng, chúng ta hoàn toàn là có thể là thiết kế là một phòng khách, một phòng ăn riêng rẽ. Đây là khu vực giá để uh, rượu với lại để đồ decor. Cái không gian của ngôi nhà rất là thoáng. Ở phía tầng 1 của chúng ta thì là sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ nữa. Nhà vệ sinh thì toàn bộ hệ thống gạch ốp tường sử dụng là gạch ốp kích thước là 30 x 60. Trong nhà vệ sinh thì đã có sẵn là hệ thống buồn cầu nền khối, vòi xịt và vòi rửa. Gạch đá nền là sử dụng là gạch chống trơn, kích thước là 30 x 30. Trong nhà vệ sinh thì là cũng được hoàn thiện hệ thống đèn led chiếu sáng. chúng ta có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của tầng 1 này. Rất là thoáng, rất là rộng. Cái toàn bộ hệ thống khu vực cầu thang của ngôi nhà thì sẽ sử dụng là hệ thống lưới uh, an toàn. Chúng ta có những cái đầu đầu vít, đầu chốt này là bằng inox đây. Hệ thống mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng đá granite. Thiết kế ở bên trên tầng 2 thì là sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính là sẽ có hệ thống ban công mở ra phía bên ngoài. Đó mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ cái tổng quan được khu vực tầng 2 đây. Thiết kế rất là hợp lý. Đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2 toàn bộ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu nền khối, lavabo, vòi rửa, gương soi phụ kiện này đều được chúng tôi là sử dụng à, những cái hàng à, cao cấp, hàng tiêu chuẩn. Gạch ốp tường trong nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp kích thước là 30 x 60. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp. Ở trong nhà vệ sinh thì đã thiết kế sẵn hệ thống quạt hút mùi cũng như là đèn chiếu sáng rồi. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà Tất cả các phòng ngủ nó đều có cửa sổ mở ra bên ngoài Để lấy ánh sáng và không khí cho ngôi nhà Cửa thông phòng là sử dụng là cửa bằng gỗ niêm nam phi Gạch nát nền là sử dụng là gạch à, granite kích thước là 60 x 60 Hệ thống chân thạch cao đèn led chiếu sáng Tất cả các cửa sổ đều sử dụng là cửa nhôm kính và có hệ thống song cửa được sơn tĩnh điện để đảm bảo tính an toàn cũng như là tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Và đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ chính ở tầng 2. Phòng ngủ này của chúng ta sẽ có một cửa chính, cửa lùa mở ra phía bên ngoài ban công và có thêm một cửa sổ phụ nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy hệ thống ban công của ngôi nhà đây. Đây là cửa sổ phụ. Trong ngôi nhà lúc nào cũng đảm bảo được đầy đủ ánh sáng và không khí để cung cấp cho căn phòng. Thiết kế của phòng ngủ là vuông và rất là rộng. Đấy, chúng ta có thể là nhìn thấy luôn thiết kế phòng rất là rộng có thể kê được giường tủ bàn ghế cũng như là bàn làm việc bàn trang điểm ở trong căn phòng ban công mở ra bên ngoài rất là thoáng tiếp theo là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế của tầng 3 thì là sẽ bao gồm là một phòng ngủ một phòng thờ một khu vực giặt đồ, một nhà vệ sinh. Khu vực cầu thang, cầu thang thiết kế tương đối rộng, hai người có thể tránh nhau thoải mái và độ dốc là vừa phải. Để trong nhà vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau chúng ta sử dụng hệ thống sen cây bồn cầu nền khối và chậu rửa tất cả chất liệu sử dụng là chất liệu là bằng inox ba nẻ tư hết Đấy, nhà vệ sinh rất là thoáng thiết kế vô cùng hợp lý tiếp theo đây là khu vực của chúng tôi thiết kế là dùng để để máy giặt và làm sân phơi luôn Đấy, toàn bộ hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước là đều được chúng tôi là bố trí vô cùng hợp lý ở cái khu vực này. Đây chúng ta sẽ đặt máy giặt ở đây. Và ở phía bên trên là chúng ta là có thể là làm dây phơi, sân sân phơi luôn. Đây là phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà. Phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng. Chúng ta có cửa sổ mở ra phía bên ngoài cửa chính cửa thông phòng là sử dụng là cửa gỗ lim nam phi toàn bộ hệ thống trần thạch cao đèn led đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch nát nền này đều sử dụng hàng loại 1 Các mọi người có thể là nhìn ra phía bên ngoài đây rất là thoáng và cuối cùng đây là khu vực phòng thờ của ngôi nhà thiết kế phòng thờ dạng mở có cửa sổ mở ra ở phía ban công Tôi xin nhắc lại về cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm bắt được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có vị trí nằm tại tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 33 m2. Được thiết kế xây dựng là 3 tầng với thiết kế là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí nằm rất gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, trường đại học Phenica, biến xe Yên Nghĩa và đang được bên chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm thì xin lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình 0983 013 403. Xin chân thành cảm ơn.